Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định 79 quy định bản giá đất điều chỉnh để áp dụng từ ngày 31 tháng 10 đến 31 tháng 12 năm 2025. Theo đó, giá đất ở cao nhất 687 triệu đồng một mét vuông tại các tuyến Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi. Trong khi trước đây giá đất tại ba tuyến này là 162 triệu đồng một mét vuông, bản giá theo quyết định số 2 năm 2020, nhân với hệ số K là 3.5 sẽ là 567 triệu đồng một mét vuông. Như vậy, so với giá đất cũ thì giá mới tăng 120 triệu đồng một mét vuông, khoảng 21%. Giá này đã có điều chỉnh giảm so với bản giá dự thảo trước đó 810 triệu đồng một mét vuông. Còn đường sông hành quốc lộ 22, Hóc Môn, đoạn nhà máy nước Tân Hiệp có giá 30,3 triệu đồng, so với giá cũ thì giá mới tăng khoảng 13 lần. Tương tự giá đất sản xuất kinh doanh, bao gồm cả đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khoáng sản, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, Đất quốc phòng an ninh, đất công cộng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp, đất phi nông nghiệp khác cũng được điều chỉnh giảm. Theo đánh giá của hội đồng thẩm định, giá đất nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã được điều chỉnh nhằm tạo điều kiện cho ngành sản xuất nông nghiệp thành phố ổn định và phát triển đảm bảo chiến lược về an ninh lương thực thực phẩm. Theo đó, giá đất nông nghiệp phân làm 3 khu vực và 3 vị trí, trong đó khu vực 1 gồm quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 10, quận 11, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, Khu vực 2 gồm quận 7, quận 8, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Gò Vấp, thành phố Thủ Đức. Khu vực 3 gồm huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ. Giá đất nông nghiệp được điều chỉnh bằng cách lấy giá đất nông nghiệp theo quyết định 02 xuyệt 2020, nhân với hệ số từ 2,5 đến 2,7. Từ đó, giá đất nông nghiệp chỉ tăng nhẹ so với giá cũ. Quyết định này sẽ áp dụng điều chỉnh cho quyết định 02 xuyệt 2020 của Ủy ban Nhân dân trước đó.